Dạ. Dạ ok. Rồi giờ thực ra có một bài hát mà đã chuẩn bị để mà Ngọc Ngọc hát giật lắm lắm luôn á. Nhưng mà bài đó nó mới quá nên ít không dám hát lắm. Nó mới lắm mà nha. À, mới lắm luôn á. Chưa mà lời luôn. Mới ghê đó, mới 10 năm trước á à. À, mới 10 năm trước phối lại thôi. Okay. Thật ra thì Ngọc muốn mà nhạc đến hay quá lại muốn hát một bài nhạc nữa để tặng cho quý vị theo cái kiểu nhạc mà không có nằm trong chương trình luôn. Được không? Vậy đi. Ok. Tại âm thanh hay quá đi, anh Việt anh ơi hay quá. Em đứng đây em hát mà em nổi da gà luôn á. Rồi em xuống dưới em tự xin chữ ký em luôn. Thích quá. Em vậy đó, em thích là em làm à. À. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ơi thuở mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xa xa. Chiều nay còn mưa, sao anh không lại? Nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn mưa bay cho đời biến động, làm sao anh biết bia đá không đau? Cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du. Chiều nay còn mưa, sao anh không lại? Nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Vẫn mưa bay cho đời biến động, làm sao anh biết những vết chim gì? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau soi đá, ngày sau soi đá cũng cần có. Vỗ tay hoài là đứng luôn đó, là mất giờ của mọi người. Cảm ơn tất cả quý vị, Ngọc sẽ gặp lại quý vị sớm nhất có thể. Hãy đợi Ngọc nha, cảm ơn quý vị. Dạ. Yeah.